rụ hết lông rồi. Coi này. Cung đừng có như thế. Trời ơi, rụng lông này. Mẹ kiểm tra xem nào. Kiểm tra xem người có chỗ nào rụng không. Ôi, người không bị rụng lông mà mông ấy, mông rụng mất một bãi rồi này. Ôi, cung mi làm sao ta. Này, cung có vặn lông của mi không đấy. Dụng này, dụng nhiều lông chưa này? Nào, Mimi xuống đây. Đây này, dụng hết cả lông luôn. Nó ra, hình như nó cũng ra lông mới đấy nhưng mà, dụng hết lông rồi. Sao ấy ta? Trời ơi, sướng không? Đòi gãi không? Lại đi đâu đây? Đây nào? Yeah, 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 yeah. Đây vui thế. Thôi, đi lại lấy bỉm cho mẹ đi. Đó, đưa bịch bỉm lại đây. Đưa đây. Đưa đây nào. Lại lấy chứ. Mì. Bỉm. Đó, bỉm. Đúng rồi, đưa đây. Rồi, lấy lại đây. Lấy lại đây. Con lôi thôi quá à. Lấy lại đây cho mẹ. Lấy lại đây. Lấy bỉm lại đây. Rồi, đây. Đây này. Bỉm lại đây này. Rồi nhá. Ôi da, da, da. Rồi, cu ơi, cu. Rồi, cu lại lấy quần áo đi. Đứng lên nào. Để xuống cho nó đỡ lạnh. Rồi, lại lấy quần áo đi. Ừ, cho mi lại lấy đấy. Rồi, đây đây. Đây đây. Rồi, cu lại lấy cho hết. Lại lấy cho hết, đưa đây, đưa cho mẹ nào. Bà ơi, đưa áo đây bà ơi. Đưa đây bà ơi. Lại lấy đi bà ơi, mệt quá đi thôi. Rồi, đưa đây nào. Đúng rồi. Đó, cái quần váy kìa. Quần váy của con kìa. Quần váy. Rồi, đưa đây. Mi, con hư thế. Đưa đây, đưa đây. Ngửi đấy chứ trời ơi. Chắc thèm cho ăn đòn quá. Ngồi đây này. Mi ngồi đây. Mi ngồi đây. Đây ngồi, giờ là mẹ mặc bỉm cho cu cu nhá. Cô ngồi thẳng lên con. Điểm nhẹ thẳng lên. Rồi. Con nhảy lung tung. Đi xuống đây nào. Đứng lên. Trời ơi, mi rụng hết lông rồi. Coi này. Cô đừng có nghịch thế con. Trời ơi, rụng lông này. Mẹ kiểm tra xem nào. Kiểm tra xem người còn chỗ nào rụng không.
ôi người không bị rụng lông mà mông vê mông rụng mất một bãi rồi này. Ôi cô Mi bị làm sao ta? Này, cô có vặt lông của Mi không đấy? Trời ơi, ở trên này này, có ngứa không con? Có bị làm sao không? Có một nốt đỏ đây nhưng mà chắc là không sao. Ui, cô, xem này, Mi rụng hết lông này. Có đau không? Có ngứa không? Để mẹ xem thử có bị nấm gì không nào. Rụng hết lông rồi. Chết rồi. Sao mà rụng cả lông thế này? Không biết là tí có rụng hết người không ấy nhở? Ôi trời ơi, cả lông rồi. Xem cu nào, đưa đây mẹ xem cu nào. Cu có bị rụng lông không nào? Mùa này là mùa rụng lông à? Hay là lông của hai đứa bị làm sao? Hả? Hả? Mi xuống xuống xuống. Ôi dồi ôi, đau quá. Mi, ngồi đây, đó, ngồi đó cho mẹ. Ngồi im lắm. Trời ơi, cu rụng này. Lưng cu rụng này. Mi xem nào, Mi đứng đây nào. Ôi dồi ôi, cu rụng này. Cô rụng nhiều lông chưa này? Nào, Mimi xuống đây. Đây này. Trời ơi, rụng hết cả lưng luôn. Nó ra, hình như nó cũng ra lông mới đấy nhưng mà ui, rụng hết lông rồi. Sao ấy ta? Sao ấy, có ngứa không cô? Có ngứa? Hay là mọi hôm Mi cứ hay chống mông để gãi nó ngứa nên mới gãi. Nào Mimi lại đây con, này Mi lại đây, lại đây mẹ xem. Đây đây để mẹ xem thử nào. Đây này, cả hai đứa này, đứa thì rụng ở đây này, đứa thì rụng ở đây này. Cô rụng nhiều lắm luôn đấy. Mi may mà rụng có mã này, không biết là nó có rụng thêm nhở. Giờ mặc bỉm nhé. Đây, cô Mi ngồi đây này. Để mẹ mặc bỉm cho này. Để mẹ thử đi hỏi xem thử các con bị cái gì. Là sao lại rụng lông như thế, hay là mùa này là mùa rụng lông ta. Trời, bữa nay đang lạnh. Đang mùa là mùa lạnh nhưng mà không hiểu sao lông của cô Mi lại rụng hết như thế. Hay là thay lông nhỉ? Ừ, cô bê bỉm ra để mẹ mặc cho. Bỉm này, trời ơi, con chưa mặc mà cắn rách cái này. Mồm. Trời ơi, cái bỉm chưa được mặc. Sao con lãng phí đấy hả? Lãng phí thật đấy chứ. Giờ đi này. Mi ngồi xuống, ngồi im ạ. Lãng phí. Mi ngồi đây. Mi ngồi đây. Cô nha, bữa nay mà còn hư thân như thế nha. Nha. Cắn hư cả cái bỉm. Tại hư thân nhiều quá nên mới rụng hết lông đấy. Con cũng mặc rồi thầy. Ừ. Bỉm đấy. Ừ.
Quần áo cho hai đứa nhà này, cho cô này. Thò tay vào. Đưa tay đây. Rồi, đưa tay này đây. Mồm suốt ngày chóc chép cả ngày hết. Rồi, mặc quần này. Chân này này. Hay là mua thuốc kích thích mọc lông xịt cho cung đi, nhưng mà hình như làm gì có thuốc đấy đúng không? Làm gì có ai muốn có lông đâu, thời giờ toàn sờ quát lông thôi à. Ông cháu nó rụi hết người nên thử cung đi không có lông có đẹp hơn thế nào không? Không nhỉ? Cung đi trụi lông không?